thì Trang xin mến chào ông bà cô chú anh chị nha. Lúc nãy thì mấy anh em mấy cô chú cháu đi ăn cơm xong thì quay trở lại làm. Hồi nãy trên đường chạy giỏi về đây ra đây thì mưa lâm râm. Cái này tới chỗ chuẩn bị làm thì quá chừng mưa luôn rồi. Trở lại mưa quá, mưa luôn. Khổ quá rồi. Bây giờ thì video tiếp theo thì Trang sẽ là người chia sẻ hình ảnh để cho cameraman làm phụ mấy anh, tại vì mưa xong cũng có một số anh mất tích. Đây, nhường cho em. Rồi, anh làm gì anh làm đi. Chắc này dựng lên quá. Tại vì bữa nay bà cô chú biết sao không? Bà cô chú, tại vì mưa nè, không biết làm được có xong nhà không. Nhưng mà làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Tại vì bây giờ mình cũng không nếu nói trước điều gì hết. Trời thì cái màu trời nó có, ông trời ông còn màu này nè. Thấy không mê tí nào rồi. Khắp cả bầu trời luôn là luôn như vậy. Ông bà cô chú thấy không, bữa hổm là Trang lại đây chắc mà bữa làm nền đó thì lúa xạ, lúa chuẩn bị cắt mà giờ mau sợ luôn, nước nè lỉnh bỉnh luôn rồi, con cầu trời cho hết luôn, xây dựng nhà cho xong. Cắt chưa đẹp là anh Nhi còn phải cắt lại nữa nè. Có tấm cao su nè, mình trải cao su lên. Nãy giờ mấy anh bạn với nhau là mình cột dựng cái dách này lên rồi cột 4 tấm cao su rồi bắt đầu mình hàn tiếp. Hàn cắt tăng cười xỉu luôn á. Gió mùa hồi nó vũ đây nè, đi kiếm nó bây giờ nè. Dạ, trời còn đang rất là mưa nhưng mà mấy anh sợ dựng không xong á, thì vô đọc bảo rồi mình cứ chờ chừng chờ hoài thì cũng không xong, cho nên giờ mấy anh tiếp tục dựng luôn á bà cô chú anh chị. Rồi 1 2 3 lên. Rồi ơi, xích lại sao không chú? Rồi ok. Chị, cột vô em nè, em đứng cho. Ôi ơi, gió quạt kìa, vĩnh chắc nha. Được, cột đi. Giỡn nóc nhà nữa hả? Đừng có buông nha. Gió quạt dữ lắm nha. Đây là cái nhà đầu tiên mà nó bị khó khăn như thế này luôn á. Cái nhà từ mấy chục cái nhà này, có cái nhà này mà tới thời điểm bây giờ là 2 giờ mà chưa dựng được nhất. Dạ, trời mưa thì nhưng mà mấy anh vẫn cố gắng làm nha bà cô chú. Bây giờ mưa thì mưa, làm thì làm. Bây giờ cái ổ điện thì mình giấu trong cái ổ mưa nè. Xong rồi cái bây giờ mấy anh hàng luôn, mưa thì cũng hàng luôn. Tuy là nguy hiểm một chút xíu nhưng mà mấy anh kỹ lưỡng là mấy anh làm luôn. Anh Bằng. Nhớ chuyện này là bao băng nghe, để em chụp cái này nó gớt lại bao băng nha. Chụp luôn lại bông, chặt một bao băng nghe. Rồi mấy anh làm đi, em cổ vũ cho. Có luôn đi. Hàng tới đây thôi, hàng trước là chỉ là đầu dưới là chỉ bon. Tới đây là ngồi xả mấy cây này hết sao luôn. Bỏ cái sao ra. Rồi bỏ chết sao ra. Thấy là
một anh nghỉ lõi, ảnh làm cửa đó, là anh Thắng, là anh hàng á, anh mặc áo đen á, bà cô chú anh chị, anh làm cửa. Rồi bữa nay là lễ 2 tháng 9 cho nên ảnh nghỉ. Anh nghỉ cho nên anh đi theo đội để mà làm. Dính đầu. Cái chỗ nào mà tăng tăng đưa anh cây dính nha. Đó anh kênh cây tăng tăng sao đó. Băng 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 băng. Tầng đó tầng tăng tăng. Tăng. Ủa anh ơi, nếu mà điện giật anh có phải là gì được sao? Anh làm gì mà anh la được? Trời, nhảy đi cho nó hết lạnh, đứng yên chỗ là lạnh luôn á. Tăng 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 tăng. Quầy hàng anh lưng lấy rồi mà, anh lưng lấy rồi. Chỉ có những người làm bằng cái tâm, bằng cái lòng, làm từ thiện thì mấy anh, mấy chú mới cố gắng như vậy thôi. Hình như em thấy trời này mưa này làm vui hơn trời nắng luôn nha. Mau mau. Vui hơn á. Vui không? Vui đâu ở gì mà vui. Vui lắm anh ơi. Cái gì? Phan.
Thì cái xiên đầu tiên nó lên, nhưng mà cô chú có hỏm thì trên kêu cái này là cây lam, thì có mấy cô chú anh chị nói là tại sao cây lam mà hàng 4 cây 36 cái gì đủ như vậy. Dạ, cây này thì mình cái cây này là để nó để cái nhà có chắc hay không là quan trọng. Mấy cái này nè, nó giữ cái ngôi nhà đó nha bà cô chú anh chị. Cái này thì Trang thường thường Trang sẽ kêu bằng cây lam. Bắt đổ con không bà? Mà ra đây là mồi gì vậy chứ? Dục luôn. Dục mới dục. Mới được mày ơi. Thôi nè nè. Anh em ơi. Báo cái đó về cái văn chỗ đầu cột đi nha. Dạ, bây giờ ai vô làm thì vô, còn ai làm đồng tay, giáp đồng tay thì giáp đồng tay. Dạ đây. Cái nút nhà còn dưới. Trời mưa này không xịt được luôn á, mà cô chú mấy gói hàng mình xịt lại á là nó sẽ không có màu đen này. Mưa cái chưa có xịt được, nằm hết mưa khô á mình mới xịt được. Con ở sau lưng này nha. Lắc kê. Hello. Lắc kê cho nó dính cứng nha. Đây giữ là bỏ em bắt chưa? Thank you.